lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc sống. Vậy hạnh phúc là gì? Khi còn ở tuổi niên thiếu, dường như mọi người thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản. Đó là đạt được những điều mình muốn. Khi bước vào cuộc sống, chúng ta thực sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình, trải nghiệm, khám phá và đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự mà chúng ta cảm nhận được không chỉ là khái niệm ước muốn đơn thuần hay là sự thành đạt, mà là một tổng thể hài hòa của tình cảm con người, tình yêu, các mối quan hệ, nội tâm và cách nhìn. Trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Trong những phút giây đối mặt với thất bại, sai lầm, nghịch cảnh và đắng cay cuộc đời, ngay với những người bản lĩnh, nhiều vốn sống nhất cũng đôi lúc mất phương hướng và tự hỏi: thế nào là hạnh phúc thực sự? Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mình là gì? Vì sao cảm giác hạnh phúc lại khó tìm đến thế? Hạnh phúc sẽ đến rồi lại đi, có thực sự tồn tại? Và phải đi tìm hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? Hạnh phúc là luôn bằng lòng với chính mình hay dám thay đổi, vượt lên để đạt được điều mình mơ ước? Đó không chỉ là trăn trở của rất nhiều người, có rất nhiều cách hiểu. Phải chăng hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẻ từng ngày? Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành? Hạnh phúc là tìm ra được giá trị niềm vui được cho hơn là chỉ muốn nhận? Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống trong một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía? Hạnh phúc là tìm được, đôi khi không chỉ từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy. Hay hạnh phúc là biết nhận ra được ý nghĩa những điều giản dị, những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống? Vâng, tất cả đều có thể đúng, tùy vào cảm nhận mỗi người trong từng thời điểm. Đến một lúc, hạnh phúc ở ngay trong tâm hồn, ánh mắt chúng ta, không phụ thuộc ngoại cảnh, không gian và thời gian. Bí mật của hạnh phúc do First New thực hiện là một cuốn sách thực sự mới mẻ và sâu sắc, dựa theo ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng 100 bí mật đơn giản của những người hạnh phúc của tiến sĩ David Niven. Cuốn sách sẽ cùng bạn đọc chia sẻ những trải nghiệm chân thành, thực tế và hữu ích nhất, cùng những câu chuyện sinh động để khám phá ra những khía cạnh của hạnh phúc. Những điều giản dị đó sẽ giúp chúng ta khám phá nội tâm, cách suy nghĩ, tư duy của chính mình, tìm ra được sự khác biệt giữa người hạnh phúc và người không hạnh phúc để nghiệm ra hạnh phúc của mình. Đây không chỉ đơn thuần là nghiên cứu của một nhà tâm lý, mà còn là sự đúc kết trải nghiệm từ rất nhiều số phận, rất nhiều cuộc đời, là thành quả lao động của những nhà khoa học, những viện nghiên cứu về cuộc sống nội tâm con người trong một thời gian dài để tìm ra lời giải thế nào là hạnh phúc thực sự và 100 bí mật để có được hạnh phúc mà chúng ta có thể thực hiện. Từ đó tự điều chỉnh mình để cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc cuộc sống. Với 100 bí quyết, 100 lời sẻ chia qua 224 trang giấy trên khổ 13 x 20,5 cm, cuốn sách mang đến cho bạn đọc những thông điệp như: hãy biết vượt lên thời gian và tuổi tác, biết tự tin vào chính mình, giữ mối liên hệ chân tình với người thân, biết tận hưởng những gì bạn đang có, hãy luôn vui vẻ và biết mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, hãy biết linh hoạt và năng động trong cuộc sống, biết lúc nào nhìn cây và biết lúc nào nhìn thấy rừng, hạnh phúc hay bất hạnh tùy vào cách bạn nghĩ, hãy luôn là người lạc quan và tư duy tích cực, đừng để thành công của người khác làm bạn mất phương hướng. Đọc bí mật của hạnh phúc sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều xa xôi khó tìm. Hạnh phúc có thể tìm được bằng những điều chỉnh, thay đổi trong cuộc sống, cách nhìn và suy nghĩ của chúng ta. Hạnh phúc có thể tìm được trong sự sẻ chia chân thành, trong sự cao thượng của các mối quan hệ, trong lòng dũng cảm, quyết tâm vươn lên, trong cách tư duy tích cực và hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn. Mong rằng với những ý tưởng mới mẻ, sâu sắc và những chân lý giản dị có giá trị vĩnh hằng này sẽ là người bạn chia sẻ chân thành nhất của bạn trong những thời điểm khó khăn, thất bại hay khi đối đầu với thử thách, để vươn lên tìm được niềm tin, tình yêu, ước mơ và hạnh phúc cuộc sống.